Theo tổng kết tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh năm 2014 của các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước, thì số nợ phải thu nhưng bị xếp vào diện khó đòi của nhóm doanh nghiệp này năm 2014 đã tăng rất mạnh, sấp xỉ 19% so với năm trước đó. Báo cáo tình hình tài chính của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước cho thấy, tổng số nợ khó đòi của các doanh nghiệp nhà nước hiện đã là 13,6 ngàn tỷ đồng, tức tăng đến 18,6% so với năm 2013. Tuy vậy, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước cũng đã trích lập hơn 12.000 tỷ đồng dự phòng để bù đắp trong trường hợp không thu hồi được những khoản nợ này. Dẫn đầu về nợ khó đòi là tập đoàn dầu khí, tập đoàn bưu chính viễn thông, tập đoàn viễn thông quân đội và tổng công ty công nghiệp xi măng. Đây là báo cáo về cả những doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn và doanh nghiệp có cổ phần của nhà nước cũng theo đánh giá của báo cáo trên, số nợ phải thu khó đòi và tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản của tập đoàn nhà nước năm 2014 vẫn tiếp tục tăng so với năm trước đó, chủ yếu ở những lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp. Điều này chứng tỏ sự phục hồi của thị trường bất động sản còn chưa rõ nét, còn sản phẩm nông nghiệp vẫn mang tính thời vụ và có tính cạnh tranh thấp.